Chào các bác, hôm nay em lên sóng một cái chiếc máy massage chân. Một con máy phải nói là nó cũng rất là khủng nặng, đầm chắc quá nhé, rất khủng nặng, đầm chắc. Thiết kế máy khá là to, cao, bóp rất là khỏe, trên hình thức thì còn rất là đẹp. Con này thì nó to hơn hẳn so với các cái con khác các bác ạ. Em có thể đặt một con này bên cạnh để các bác so sánh này. Đây, các bác nhìn này chưa? Con này nó to cao hơn hẳn cái con mọi lần các bác xem mà nó bán nhé, thấy chưa? Để mình có cái đặt so sánh thì mới thấy được là con này nó to, bóc rất là đầm luôn ạ. To hơn hẳn các bác nhé, vừa cao hơn này, to hơn về chiều ngang và mọi thứ luôn, rất đầm chắc khỏe. Tình trạng máy thì rất là ít dùng, vải còn rất là mới con này, vải rất là mới nhé, chưa có độ sờn nào cả. Chung là một con máy rất ít dùng, chạy êm thít luôn. Con này thì về tính năng của nó thì nó có 3 cái cấp độ bóp ở đây, sử dụng rất đơn giản thôi. 3 cấp độ bóp thôi nhé. 1, 2, 3, 3 cấp độ. Bóp rất là khỏe. Đấy. Bóp rất là căng tay nhé. Đấy, bóp rất căng luôn. Chân này bóp cũng rất là căng. Đấy, bóp rất căng. Đặc biệt là ở giữa này các bác nhé. Ở giữa phần giữa này của nó có một cái viên bi chạy. Nó chạy nhé. Bi này có xoay, đấy, massage gan bàn chân. Nói chung là massage, máy massage chân thì nó cũng muôn hình vạn dạng kiểu. Đấy, tự chung lại thì vẫn là bóp bàn chân, bắp chân và có bi. Con này thì có bi xoay ở giữa. Đấy, bi xoay ở giữa gan bàn chân. Tình trạng máy to còn rất là mới. To hơn hẳn đấy, các bác nhìn hai con các bác thấy luôn. Yeah. Chạy rất là đầm chắc, khỏe. Hình thức thì còn rất là đẹp. Con này em bán 3,5 triệu nhé. Bác nào mua em tặng luôn cả đổi nguồn nhé. Giá 3,5 triệu tặng kèm đổi nguồn. Cái đổi nguồn nó nhỏ nhỏ thôi ạ, 100W. Cái đổi nguồn trị giá 100.000. Bác nào không lấy đổi nguồn em trừ cho 100. Một con máy rất to khỏe. Đấy. Có 3 chế độ bóp khác nhau. Máy so với con bên cạnh thì các bạn thấy chưa? Rất là to nhé. Chào các bạn.